Chiều qua ngày 14 tháng 5, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang về nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Giang trong những năm qua. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng kết quả này vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, lợi thế của một địa phương ven đô. Với Văn Giang, địa phương có nhiều dự án đô thị cần làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy của đội ngũ cán bộ theo tinh thần là công bộc của dân. Tất cả cho sự phát triển của địa phương. Xác định rõ phát triển công nghiệp sẽ là hướng đi nhanh và bền vững, vì vậy cần triển khai thu hút đầu tư theo nhiều kênh, nhiều hướng, nhất là thời điểm này, cần có cơ chế thích hợp để chào đón sự chuyển dịch của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam sau dịch COVID-19, với phương châm kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Với nông nghiệp phát huy tối đa lợi thế và sự sáng tạo của người dân, xây dựng thương hiệu Văn Giang gắn với các sản phẩm đặc trưng, tuy nhiên phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, với phương châm sạch trước đẹp sau. Đối với công tác tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện cần nghiêm túc nhìn nhận, phân tích rõ những tồn tại hạn chế của địa phương để xác định phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới. Trong xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội, cần cập nhật xu thế phát triển của đất nước, quốc tế. Công tác nhân sự cần phải chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, mạnh dạn giới thiệu cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt tình, tâm huyết đạo đức tốt, kiên quyết loại bỏ những người có biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống không lành mạnh. Trước mắt tập trung làm tốt công tác tổ chức, để công tác tổ chức đại hội theo hình thức đơn giản, đảm bảo đúng quy định. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng cùng các đoàn công tác đã đi thăm vùng chuyên sản xuất hoa kê cảnh xã Xuân Quan, thăm cống Xuân Quan thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.